Sáng ngày 5 tháng 6, tổ công tác của huyện ủy do đồng chí Lê Hồng Hải huyện ủy viên, Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện làm tổ trưởng đã có buổi dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Phúc Lập ngoài, xã Tam Phúc, cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Tam Phúc và các đảng viên trong chi bộ. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thôn Phúc Lập ngoài đã thông qua một số nội dung về đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tháng 5, phương hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 của Đảng ủy xã, của chi bộ thôn Thông tin tới đảng viên bản tin sinh hoạt tri bộ, nghị quyết đảng bộ xã Tam Phúc, kế hoạch thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xã. Về cơ bản, đa số đảng viên nhất trí với các nội dung được thông qua, một số đảng viên đề nghị cần quan tâm hơn nữa giải quyết vấn đề công tác vệ sinh môi trường tại các trục đường ngõ, xóm theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, phối hợp, quan tâm trẻ em tránh xảy ra đuối nước trên địa bàn xã, việc đơn vị triển khai lắp đặt đồng hồ nước cho bà con, sau khi làm xong cần thu dọn và vệ sinh sạch sẽ, xã lắp đặt thêm loa truyền thanh để nhân dân nghe rõ thông tin hơn, đề nghị ủy ban nhân dân xã có phương án tăng cường trạm bơm, quan tâm hệ thống mương tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.